Hoàng sẽ hướng dẫn cho mọi người huấn luyện bé bẹt bỉ là dòng chó nghiệp vụ này. Thứ nhất, có cái điểm đặc điểm của dòng chó nghiệp vụ là thứ nhất nó to lớn, chạy bé là phải nghiêm khắc. Dòng này thì mình phải tập đi cạnh này, không là nó lôi mình, như ví dụ như trẻ con hay người lớn, người già tuổi lôi mình là dễ bị té. Thứ hai, cái dòng này khi mà đã cắn người á, có nhiều trường hợp mà cắn trẻ em hay người già gì đó là do mình không biết cách dạy nó này, không biết cách kiểm soát nó, nên là khi mà xảy ra sự cố là mình rất là khó xử lý được nó. Thứ nhất, cái dòng này dạy bé thì vẫn là như dòng chó nhỏ thôi, mình vẫn chân nó đi bên trái, nhưng mà đi cạnh giỏi, đô la lại giỏi, đi cạnh tác phong và khẩu lệnh của mình dứt khoát, bưng kia, bé đô la của mình bé này thì đã học rồi, bưng. Nên là cái bây giờ mình sẽ biểu diễn trước cho mọi người xem. Ôi yên phải, ôi yên giỏi, chào yên, ôi bắt tay sai, bắt tay giỏi, đô la giỏi, đô la bắt tay kia giỏi, yên nằm, yên nằm bên đây, đô la bò bò giỏi, bò thôi thôi sai, yên đô la giỏi. Hoàng sẽ hướng dẫn cho mọi người là dòng bẹt bỉ này, ngồi này, ngồi dứt điểm dứt khoát, ngồi giỏi. Khi bé ngồi rồi mình tập bé động tác trao thì hai cái chân này vuông góc chữ V này, đỡ cái ngực của bé lên này, gãi ngực này để cho bé gom người này, mình kéo nó lên trao yên. Mình vừa giật nhẹ dây cương để bé tự gồng này, đấy nhổ người tí. Mỗi động tác như vậy là mình làm trong vòng 10 giây. 5 dứt khoát, yên giỏi, ngồi giỏi, đứng yên, 5 yên giỏi, ngồi yên giỏi. Cái động tác bắt tay thì mình giơ cái tay trước mặt này, mình bảo tay này mình đặt, khi chưa biết á, nó bé chưa biết á, mình hơi nhấc sang bên trái một tí thì bắt tay này. Khi bắt tay kia thì mình hơi kéo về bên này, giỏi, bắt tay giỏi. Nhưng anh chị nào nuôi dòng này ấy, mình phải cho đi học hoặc là mình ở nhà mình tự rèn. Không là mình hoàn thấy nhiều vụ trên mạng internet đó, thấy cắn phụ nữ này, trẻ em này, mình không kiểm soát được sau này rất nguy hiểm. Bé là dòng nghiệp vụ mà, nên là rất là hung hăng. Phần sau Hoàng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kích thích bé nghiệp vụ là giữ lên biết sổ người và tấn công khi có khẩu lệnh và hiệu lệnh.